là mấy hợp nhau thì ngày mai là cũng là ngày ngày cũ luôn, đúng không? Đúng không, đúng không? Đưa về động phòng luôn đó. Tí tí anh, tí tí anh đưa về luôn đi anh. Đưa tí anh đưa về anh nuôi luôn đi. Ủa vậy chứ sao, thời gian có hạn em ơi, giờ này dịch tới rồi. Em sẽ lại đại diện nhà gái. Dù gì em cũng là chị nó. Chưa gì hết mà trời. Má à, chị mới nói, chị nói mới nói sắm đồ cưới đi là tôi mới có tự hiểu rồi đó không? Em đi sắm đồ cưới đi, con cưới chị em đang. Chưa kiếm. Chưa chị ai nói rồi, chú một chú rể thôi. Tìm một chú rể thôi. Mấy bạn nghe nó làm nó cưới nó kêu chúng nó phát đấy kìa. Để hỏi anh nữa nhá, phòng này có ai ứng cử làm chú rể không? Thôi đi thôi, mang nhục nữa bây giờ đó. Sao mà vậy trời ta? Ở đây có ai cưới chị em là thứ nhất nè. Cưới chị em là thứ nhất nè. Alo. Đi nghe luôn. Lần thứ hai đi Như. Ủa đang hả? Hiện tại thì có một miếng đất ở dưới nhà bè nha. Ủa cái gì cái bè tìm ghen nha. Em sai chỗ rồi, em sẽ kiếm chỗ nào đông đông con trai lên một xíu. Ủa đây không ai con trai hả? Ủa đâu? Tại vì có 3 người mà anh. Ở đây người ta không dám mới tới đâu. Mới đâu, cao quá. Ủa chứ mình thấy mình cũng không có cao lắm đâu. Cao tuổi á. Nhìn nhất về đâm vào tim An vậy đó. Vậy đó mất xỉu ngay luôn. Chị An, chị An là chỉ có anh Lập biết chị được thôi. Ai về đâu, tụi chết. Không ai nghĩ ra luôn. Mọi người ơi, Noel này coi như là chưa có cuộc hẹn hò đó đi mọi người. Dẹp. Ủa chị không đi chứ em đi mà. Tán nghỉ phải. Ủa chị không đi kệ chị chứ? Người không hạnh phúc sẽ làm cho người khác không hạnh phúc em. Không, mình đang hạnh phúc lắm luôn đó. Bây giờ mình có chiếu bác cái nặng không? Chiếu một cái nặng chứ. Hả? Chiếu hả? Chiếu gì giờ? Chị nói ra luôn được không? Em chưa nghĩ ra, em không chưa nghĩ ra. Em bị u nang, đây là trái. Luôn đang chờ đợi. Chị thấy mình mắc cười luôn á, nhưng tính cười trước luôn. Đang chờ đợi. Thôi tập trung để cho Hoài lén cục bụng này nè. Cố lên, cố. Đau nha, cố nha. Cố lên em ơi. Ai giữ tay của nó cái tí nó dậy 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 phát cho một phát là thôi đó. Nó dậy chị ăn mày ơi. Ra coi em, trời ơi em trốn chỗ quá. Em qua bên kia đi, đi đi. Đi. Em có làm gì không? Em tính thì nó bị hú người quá à. Đi ra. Tội nghiệp con bé. Chỗ kia xa lại đi ghê. Tôi đã đem ngồi mình được chưa? Vậy chứ ngày nào không có chị Hạnh là chị ăn buồn từ sáng đến tối luôn á. Ra được tí nhân rồi. Cố lên. Cho thuốc nhận làm sao lấy tiếp, lấy cục thứ hai. Mấy người xong mấy giờ vậy? Tối nay hả? Ừ. Giờ là xong rồi đó, chuyện đi xong rồi đó, bây giờ đi đi không? Đi uống đây chứ, đi đâu? Uống bia không hả? Ừ. Tiến sĩ gì hả? Đó, uống chút ra đi. Đợi ngồi trước nhà nè.
Tối nay ngoại đi rồi, còn có mấy đứa à? Ai sẽ uống em đây? Ăn lẩu cá đuối không? Xui về mặn quá anh rồi chị. Ăn gì mấy đứa? Ok. Ok anh. Quán mình đang mở, kêu nó đưa tới. Lẩu cá đuối không hả? Ăn. Cá đuối. Ừ. Chứ nổ cái núi không đủ nhét cây răng hành nữa. Vậy cũng được. Wow. Riêng cho bé hạnh một nồi riêng. Ờ. Con hạnh là như thế nào? Nói lại coi. Vừa xác định giới tính nữa. Không mọi kỳ ghê, em không ăn mà. Ông ăn một nồi à? Ăn hai nồi à? Cái răng hai nồng sao thiệt luôn, mọi người kỳ quá à. Như sử dụng như thánh thiện quá, không có gì để sử dụng nó luôn á. Ngoài cái là nghèo vừa xui. Nó nghèo mà còn xui nữa. Để cái câu chuyện mới không chứ không chịu. Để chị gọi đấy mộng nha. Đúng. Câu chuyện mới xui. Mỗi ngày một câu chuyện. Hãy xui theo cách của Như. Kiểu như là xui con có hồi chết á. Cái đẹp mới này. Thôi sợ là cái nghiệp của em á quật qua tụi chị. Tụi chị sợ lắm. Thôi là nó dướng dướng một trong. Ôi thôi cười xong đi rồi kể hạnh. Để con cười theo cho. Em chịu một hành động rồi chị biết rồi. Cho thêm một nồi nữa im lặng luôn. Ủa em kệ mà anh đặt bao nhiêu. Hình như nó răng nó còn mở hay sao. Thêm nồi nữa thì răng nó hơi thừa. Hơi thừa 5 món. Tính ra nãy giờ nồi nấu cái đuối luôn. Có can chịu vô cái nồi nào luôn. Còn em nữa thôi chứ còn ai nữa. Em nói là em không ăn mà mình kỳ ghê á. Không ăn nha. Không ăn thiệt không? Không ăn. Không ăn đó. Thiệt không? Không. Không. Em phải cảm ơn chị. Chị cho em suy nghĩ lại. Sao? Chị đó. Em không ăn nè. Em không có ăn lẩu cá đuối. Em ăn cá đuối trong lẩu thôi được chưa? Ừ. Được chưa? Đúng rồi, em không ăn lẩu cá đuối để em ăn anh thôi. Em đâu có gọi chị. Nó đồ ăn ngon kìa Lộc ơi. Tôi đang hơi già mà tôi hơi dai. Nhưng mà cũng còn ngọt nước hả? Giống như bài của con nhỏ vậy. Em chưa nghe anh hát, em nghe đi. Cái bài gì mà của con nhỏ. Ừ đó. Em có đang rảnh không đó. Nãy nghe anh chị đi. Mình đã đổi chị sang anh. Anh mình có kêu là ăn. Kêu là dùng ngon miệng. Giờ chị hỏi qua đến một chị là mới chúc chị hoài ngon miệng. Hoài gì? Mặt mũi thiệt luôn á, hai đứa này em đi spa lần đầu cho nó trốn luôn quá, trốn không quý. Vui mà đúng không em, vừa đi lấy mụn vừa đau vừa muốn khóc mà vừa muốn cười nữa. Làm cái nào trước. Quý nói là không nên do mấy chị vui em không vui nha. Quê luôn. Ấy hơi ồn. Hơi ồn hả? Tại bạn đó bạn. Không tiền ăn mình sẽ tự. Nếu muốn im lặng sẽ vô chùa. Đó, em gửi vô chùa là hợp lý luôn hả? Tại mình không muốn im lặng. Ừ, chị muốn im lặng đúng không? Đi vô chùa mình đi. Ở yên không nói.
Có mình em xui à? Đúng rồi. Chị nhớ rượu em đi chùa mà. Xui cái đi chùa liền vậy. Xui được rồi hả? Như sao nó xui dữ vậy trời? Thiệt luôn á. Nó nghèo. Mua iPhone 11 rồi còn nghèo. Ừ. Cũng mặc đồ mà em. Thấy cũng vui. Ủa địa chỉ nhà ông số mấy bao nhiêu thân chị vậy? Sẽ 38 vậy hả? Anh à. Nhà con dưới một phòng, dưới hai cái giường. Như đuổi em đi đúng không? Ba sẽ 38. Em tính đi cửa trước rồi cửa sau vậy? Thôi đi cửa trước hay cửa sau anh? Mình phải đường đường chính chính đi vô chứ. An toàn đi cửa sau không? Ủa, cái nhà ông mở cửa sau được hả? Hai cửa luôn hả? Cửa sau để xe. À. Ủa, bữa nào đưa xe về gửi bên nhà anh Lộc kìa. Về quê hả? Tết hả? Không. Bọn em đang gửi xe ở chỗ khác, đâu có ở đây đâu. Ừ. Tắt đài chưa? Trong đó có xe của thằng Nhật nè, xe của ông Anh nè. Bữa hổm tôi mới hỏi ông bà anh chạy xe gì đó, tôi qua tôi mượn tôi chạy đi không chị em đỡ mà. Bữa nay mấy diễn nó chạy tay ga rồi kìa, mượn nó kìa. Ủa không biết bữa đi xe số chạy... à? Bữa hỏi chưa có. Bằng đầm mà sao chạy xe số? Ủa bệnh bệnh cái gì chạy xe số được mẹ? Qua cho chạy chiếc kẹt kìa. Em chạy mệt lắm. Tôi biết chạy không mà. Xin lỗi, chị chạy xe ạc rồi. Bớt giỡn mà. Ồ, hồi xưa là chạy mô tô, xong rồi mới chuyển qua ẹt đó mấy má. Trời ơi, buồn đồ. Chạy bò ở đây mà, các chị bò ở đây mà. Với cái chân đó chạy được mô tô luôn. Thường kia là ổ hà luôn. Tôi làm được hết hả? Cái chiếc xe chị chạy được không? Chân không tới. Tới nhà. Nhưng mà cuối không tới rồi. Dài quá. Cái sáng bự kìa. Chạy chiếc đó làm chi cho nó vừa dài. Luôn đi đâu cũng mệt mỏi. Hạt lây hay gì? Không biết chiếc gì không biết. Chiếc đó không phải mấy chục đâu. Sao mấy chục được? Chiếc của nào vậy? Để hồi đưa hình cho coi. Ủa cái chiếc xe đó có hiệu Yamaha đúng không? Thì thường là mô tô thì nó sẽ hợp bên Yamaha là nhiều. Yamaha, Kawasaki, Ozawa. Em ngồi chờ ngủ rồi. Ủa, bà đấy. Gì đó đâu rồi? Hả? Cái bà Hoàng Diệu mơ quên. Mơ hả? Bà nhắn tin rồi chị, em vừa thấy nhắn xong một má rồi, để mai quay gì nhá. Trời ơi, ngoài mình đi. Tính ra ở nhà cũng được ăn mà. Thân Mỹ kèo đi đi hả? Ở nhà tấu hài cho vui. Bên kia cũng tấu. Bên kia cũng cười mệt lắm, nhưng mà thôi. Lỡ hẹn rồi không? Không phải là lỡ hẹn mà, ý là bà ấy cho mình mà. Này, đây.